Không sao, không sao, không sao, không sao. Cả nhà ơi, ngay lúc này có người chia sẻ rằng là ở chỗ sư thầy Thích Minh Tuệ có một con chó nằm ở giữa sân, nằm ở giữa sân chỗ này bật khóc cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp em. Ở giữa sân cái chỗ này có một chú chó đã bật khóc, nằm quỳ lại xuống. Đó, không biết là có cái điều gì hay không. Thì sau đây chúng ta cùng tìm hiểu. Ơi, tìm hiểu để cho tôi lại chạy lại. Đó, cô bác ở gần đây quán nước chia sẻ là như vậy. Đó, thì nãy cô chị hồi nãy nó nằm dưới đó cả nhà. Thì em sẽ lên đây chia sẻ mọi người nha. Em sẽ lên một góc này để em chia sẻ gửi tới tất cả mọi người nhé. Sáng ngày hôm nay rất là nhiều các bạn xinh gái, xinh trai tới để đảnh lễ thầy cả nhà ơi. Khá đông. Đi vào đó để coi thế nào này. Đây cả nhà thầy thấy, nhìn thấy sư thầy Thích Minh Tuệ đã chắp tay tiếp, hôm nay phải tiếp lên đến cả ngàn Phật tử, không nói điêu nha cả nhà. Em nói mọi người là không nói điêu, sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta tiếp đến ngàn. Không biết là cả nhà có thấy không, không biết là bà con cô bác có thấy không ạ? Tiếp cả ngàn Phật tử đánh lễ hiện tại bây giờ lên rất là đông thưa cả nhà. Em sẽ trau chuốt từng cái video, em sẽ zoom rất nhiều cái video cận cảnh. Thì không biết là con chú chó mà nãy nó khóc rơi nước mắt, nó nằm ngay giữa sân này, ông có biết không? Ông có thấy không? Thấy đúng không? Ông thấy hả? Nó khóc nước mắt, nó ẳng ẳng lên. Con nó màu gì? Con chó màu trắng mũi đỏ. Không, chó mũi đỏ hả? Không biết là nó có cảm động, nó có nhìn thầy nó rớt nước mắt hay không, em không biết. Nhưng mà mấy anh em ở đây rất là đông. Cho con cái đi. Cái đó cái gì anh? À, vậy hả? Thì giống như đưa mấy người quay cũng là gọi là kiểu vậy. Đây. Thì lát nữa em sẽ kêu một số anh em đấy, gửi lại một cái hình số hình ảnh đó, hình ảnh của chú chó bật khóc ấy cả nhà. Gửi tới tất cả mọi người nhé. Sau đây cả nhà sẽ cùng xem sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta nhé. Gạo Đức. Quá đẹp cả nhà ơi. Không biết là cả nhà có nhận ra, có nhìn thấy được những cái thước phim chất lượng nhất của em không ạ? Đó, thì hiện tại em đang ở một chế độ chất lượng 4K. Nhưng mọi người thấy thì chất lượng 4K thì chắc có lẽ là sẽ phù hợp với bà con cô bác để có thể là ấy nha cả nhà. Quay 4K lần thấy không? Quá căng này. Nét căng luôn cả nhà ơi. Thì hồi nãy không biết làm sao mà có mấy thành phần đem cái cờ này cờ kia tới làm gì không biết nữa. Không biết là nó có chống phá gì hay không. Em chả biết đâu kìa. Đề phòng cái trường hợp đó thôi. Nói chung là đề phòng cái trường hợp đó thôi cả nhà. Và dạ đúng rồi. Thì cả nhà có thể thấy là cái kênh YouTube Thanh Kali của em, kênh YouTube Thanh Kali TV và kênh YouTube Thanh Kali đã bị cái tên áo trắng khi mà em đăng tải nó lên vẫn còn nằm trên đó cả nhà. Nó vẫn còn nằm trên đó và đạt triệu view rất là nhiều. Đợt số lượng xem rất lớn nhưng mà nó đánh phát một cái là bay hết. Cả nhà có thể vô coi lại những video đó nha cả nhà. Đây, các sư đây. Một chú cán bộ cả nhà, một chú cán bộ đã tới. Đó thì em Thanh Kali sẽ cố gắng gửi tới tất cả mọi người những cái thước phim hay nhất, mới nhất, đẹp nhất nha bà con cô bác.
Xin chào tất cả mọi người nha. Thì em sẽ cố gắng chia sẻ những thước phim đúng nhất, sự thật nhất. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn yêu thích. Đó, thì em sẽ quyết cố gắng bảo vệ sư thầy Minh Tuệ đến cùng nha mọi người. Bảo vệ sư thầy Minh Tuệ đến cùng luôn, không để cho bọn xấu nó làm cái điều gì nó ác đến sư thầy nha cả nhà. Đó. Nguyện cầu cho, nguyện chúc cho tất cả bà con cô bác Phật tử sức khỏe bình an trong cuộc sống và gặt hái thành công nha. Đây là em là chủ cân của Chấn Động Vùng Quê. Em là chủ cân của Chấn Động Vùng Quê. Bà con cô bác nào mà yêu thương thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ em với. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Không hiểu sao mà thầy lại kiếm được cái chỗ lá bồ đề này cơ nhỉ. Không hiểu sao mà thầy đã có thể kiếm được mấy cái chỗ lá bồ đề nó đẹp như vậy cơ nhỉ. Thấy không? Cô ăn đi, không sao đâu. Cô khui ra đi, con ăn với miếng bắp đấy. Nha cô. Cơm chay á chị ăn được không? Nhưng mà chị ăn cơm chay chị ăn được không? Quá trời, dễ thương cả nhà. Khui lẹ đi. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em đói quá, em khát quá. Em để đó tí ai lấy. Dạ, rồi. Dứt đi. Có gì giúp chị khỏi đem ra. Dạ. Dạ, chị làm phước đi. Con chỉ tính về nấu thêm nữa mà nói không sai. Dạ. Em quá sẵn rồi. Có đoàn mình một người tới ăn rồi. Thì mai vẫn còn đây hả? Chị làm gì mà cô này làm gì mà mấy cô quay phim mà cô thấy mệt lắm cả nhà. Rất đông đảo anh em từ Cà Mau đến. Đừng ăn mấy cái đó. Mà thế đây mà là thầy mày làm ăn mấy đó mày phụ thầy đó. Phụ Phật tử đây lên nơi này đó. Còn chay. Này cô cho cơm ngon quá. Em có cho cơm một cuốn cho cái thì làm sao lâu họ bao ăn. Chị ăn cơm chị có thích không à? Thấy quay mặt nè. Mỗi chút có bị đẹp không?